Rơi vô cái tình trạng khó hiểu lắm, chập phức. Cô đâu có gốc mồ hiền mà cô đơn quá nhưng mà không biết. Khó hiểu lắm, đôi khi mình không biết mình đang nghĩ gì. Đi điên gì không gì nhớ sơn. Ê đau mà Ngon bị điên à? ngon Hát hả? Ok, ngon đây không có nhớ ai hết, là tự nhiên thấy buồn quá à. Sao thế bây giờ? anh Lại buồn say say rồi. mù quáng Anh luôn á. đợi. Này, ai fan của cô lên chữ re, lấy phím re nha anh em. Lấy phím 1, phím 0 nữa nha. Nhiều quê lắm. Doremi. Em anh mới gọi vậy. Em anh mời vậy. À sao anh bắt đầu nói gì? Mày lấy phím re vậy? Muốn lấy chồng không ta? Dạ, anh mới ngủ. Mọi người ơi. Mọi người. Tôi toàn bên fan của Sơn vậy? Cô mà không có fan Sơn thì cô có đâu có fan đâu ta. Không có ai fan của cô hả? Tôi fan không mượn. Không mượn. Lỡ Sơn. Sơn không thích cô nữa. À, à không, sao không chơi với cô nữa? Rồi sao? Rồi mọi người chơi sao? Đúng không? Ở đây kìa. Gớm. Gớm, bố thí mấy chữ re. Muốn gì đâu, hỏi thôi. Thế, chiều của cô. Thì của cô vẫn vô đây sao? Ông em nói ví dụ mà. Bình thường thôi. Đùa thôi, nó cho vui thôi. Thôi nhớ cô dữ lắm, đéo chơi với cô nữa. Cái thì thôi. Ai thích cô yêu Sơn? Sao mọi người bao dung quá vậy? Tại sao mọi người không dành cô của riêng mình mà dành cho Sơn không vậy? Hả? Mọi người bao dung quá vậy? Trời. Không mà biết thì Sơn xứng đáng hơn, thì Sơn là chủ tịch thôi. Mọi người đâu phải là chủ tịch đâu, mọi người đâu phải nghĩ là Sơn là ok vậy. Vậy là phối hợp, mình không nên tự ti về bản thân anh, hiểu không? Sơn đẹp trai bộ mọi người không đẹp hả? Mọi người không đẹp hả? Sao mọi người phải nghĩ như vậy, đúng không? Cho là mọi người thích cô đi, tại sao mọi người phải nhường cho người khác, đúng không? Chứ sao mọi người mạnh dạn lên xem nào, tại sao là phải em ăn rồi uống rồi. Sao đẹp trai nhất hả? Nhưng không được đâu hả? Ở đâu đặt đôi xin Bigo, sao mọi người không tính ở ngoài? Đây là chỉ làm Bigo thôi, nhưng mà chẳng có ai làm Bigo được lâu hết, mọi người hiểu không? Làm gì có ai được làm lâu dài, ai cũng có thời. Ví dụ như mà cô có người yêu hoặc có chồng rồi, mọi người có còn chơi với cô không, đúng không? Chỉ có thời thôi. Cô có người yêu hoặc có chồng, mọi người có chơi với cô không? Nói đi.
Anh Sơn 1 năm rồi hả? Sơn mới làm có 1 năm. Có, không, không. Thấy chưa? Không, đa số thấy không là nhiều. Cảm ơn cậu Bình, cảm ơn anh nha. Chứ cô với Sơn như thế nào? Lấy anh em bận xem mà. Cô với gì lấy Sơn, trời ơi. Chứ chơi lâu để tìm. Chứ chơi lâu để tìm cách kiếm cô, tại vì cô bỏ đi. Đúng rồi, nhưng mà anh em rút chồng của cô like. Nếu mà làm idol thì không nên có người yêu, mà làm mà có người yêu thì không nên làm idol. Bởi vì em thấy trên này nó thực dụng lắm. Ví dụ như á, người ta tặng cho idol á, chứ người ta toàn có ý hết á. Chiếc lấy được đồ sao lấy bánh nữa. Thôi mọi người về với Sơn đi, và cô tâm sự xíu. Ừ, anh em đi đi, chào anh em nha. Cảm ơn so sáu. Sơn sói like nè, đi cây nha, đi cây với Sơn, xem Sơn làm gì. Mời thất bại, hãy thử người khác. Không có đồng ý thôi. Sơn không ok. Sơn ok thì chắc Sơn đang ấy rồi. Kêu là cô chỉ lên nói chuyện thôi. Vậy thì mấy anh em đi. Tới đừng có tặng gì nha. Anh đời nói vậy là sao? Mọi người kêu anh Sơn qua nói chuyện thôi, đâu cần phải đi cay đâu. Cảm ơn Sáu nha. Ông Huy mở bi cây nè.